Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bài toán số 2. Một chiếc kim khâu trong máy may điện chuyển động theo phương trình A bằng A mát cos 2t cộng 3π/4. Tìm thời điểm nó qua vị trí có độ lớn gia tốc kim lần thứ 11. Thì thấy phương trình gia tốc của chiếc kim có dạng hàm cos, cho nên chuyển động của chiếc kim coi như là dao động điện hòa. Và khi đó mình sẽ có những dữ kiện gì? Omega là 2π, phi này là phi của gia tốc, phi của gia tốc bằng 3π/4, phi của gia tốc bằng 3π/4, bởi vì cái phi này nằm trong phương trình gia tốc, cho nên chúng ta phải lưu ý thời điểm nó qua vị trí có độ lớn gia tốc cực tiểu, độ lớn gia tốc cực tiểu lần thứ 11. Vậy khi đó mình sẽ tìm T thứ 11 bằng bao nhiêu? Thì ở đây để giải quyết bài toán này, chúng ta vẫn dựa vào đường trần đường giác. Chúng ta sẽ dựa vào đường tròn đường giác. Vậy thì bây giờ để cho chúng ta là gia tốc, như vậy chúng ta sẽ có trục này là trục gia tốc, trục này là trục ly độ. Vậy thì A mát sẽ nằm đây, gia tốc cực đại ngay vị trí này. Còn độ lớn gia tốc cực tiểu sẽ nằm đây. Độ lớn gia tốc cực tiểu bằng 0. Như vậy vị trí độ lớn gia tốc cực tiểu sẽ nằm ngay vị trí này. Vì ứng với vị trí này sẽ có hai điểm trên đường tròn. Nếu em nhìn lên phía trên thì đây là điểm số 1. Nếu em nhìn xuống phía dưới thì đây sẽ là điểm số 2. Vậy chúng ta có hai vị trí ứng với độ lớn gia tốc cực tiểu. Vậy vị trí thứ 11 sẽ nằm đâu? Chúng ta phải biết thời điểm bắt đầu nằm đâu thì chúng ta sẽ biết vị trí thứ 11 nằm đâu. Vậy muốn xác định thời điểm bắt đầu tới không, em dựa vào pha ban đầu của dao động, có nghĩa là dựa vào phi của ly độ. Để cho phi của gia tốc thì nhiệm vụ của ta là phải tính xem phi của ly độ bằng bao nhiêu. Thì chúng ta thấy này, gia tốc sẽ sớm hơn ly độ là pi. Như vậy chúng ta sẽ có phi của ly độ sẽ trễ hơn gia tốc là pi. Như vậy phi của y sẽ bằng phi của a trừ pi. Ly độ trễ hơn gia tốc pi. Đấy, như vậy từ đây em sẽ suy ra được phi là 3π/4 trừ pi là trừ π/4. Như vậy pha ban đầu là trừ π/4. Và như vậy chúng ta sẽ có góc trừ π/4 nằm đây. Vậy đây là phi. Đây sẽ là phi. Vì thời điểm này là thời điểm bắt đầu t cộng. Vậy bây giờ ta xét thời điểm thứ 11 sẽ nằm đâu? Thì các em nhìn này, đây là thời điểm bắt đầu. Khi nó vọt quay, nó sẽ gặp vị trí số 1. Thì vị trí số 1 này sẽ là thời điểm đầu tiên T1. Tiếp tục vừa sẽ quay đến vị trí dưới này thì đây sẽ là thời điểm T2. Tiếp tục tại thời điểm thứ 2 vật tiếp tục quay đến vị trí này thì đây sẽ là thời điểm T3. Tiếp tục vật quay đến vị trí này thì ở đây sẽ là thời điểm T4. Và tiếp tục quay nữa thì đây sẽ là thời điểm T5, v.v. Như vậy em sẽ thấy ở phía trên này là số lẻ là, còn ở phía dưới này sẽ là số chẵn là. Đấy, như vậy thứ 11 là số lẻ, cho nên vị lần thứ 11 sẽ nằm ở phía trên. Như vậy tại đây giả sử thầy có lần thứ 11 nằm đây, vậy thì
từ lần thứ nhất đến lần thứ một sẽ cách nhau bao nhiêu vòng tròn, bao nhiêu vòng tròn. Thì em thấy này, cứ trong một vòng, cứ quay một vòng như thế này thì vượt qua vị trí có độ lớn giao nguyên mấy lần. Thì em nhìn cứ quay một vòng như thế này thì vượt qua vị trí có độ lớn gia tốc nguyên là hai lần. Một vòng tròn ứng với một chu kỳ, một vòng tròn ứng với một chu kỳ. Trong một vòng tròn thì nó qua vị trí này hai lần, có nghĩa là trong một chu kỳ nó qua vị trí có độ lớn gia tốc nguyên hai lần. Vậy từ lần thứ nhất đến lần thứ 11, lần thứ nhất tới lần thứ 11 cách nhau mấy lần? Từ lần thứ nhất đến lần thứ 11 sẽ cách nhau 10 lần. Cách nhau 10 lần. Đấy, như vậy chỗ này chúng ta sẽ có 10 lần. Cách nhau 10 lần. Vậy khi đó từ lần thứ nhất đến lần thứ 11 cách nhau mấy chu kỳ? Mấy chu kỳ? Sẽ cách nhau mấy chu kỳ. Vậy thì mình sẽ cần là cần chỗ này. Như vậy sẽ làm tăng số này 10 nhân 1 chia 2. Vậy từ lần thứ nhất đến lần thứ 11 cách nhau 5 chu kỳ. Cách nhau 5 chu kỳ. Vậy từ thời điểm bắt đầu, từ thời điểm bắt đầu từ không đến thời điểm lần thứ 11 sẽ cách nhau bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ có từ thời điểm T0 đến thời điểm T1 sẽ cách nhau một góc là alpha 1. Thì khi đó sẽ được thời điểm là T1. Từ thời điểm nhất đến thời điểm thứ 11 cách nhau 5 chu kỳ. Như vậy mình sẽ có T thứ 11 sẽ là gì? Bằng tổng góc quay chia omega. Mà lúc này chúng ta sẽ tách ra này. Mình sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn nhất là từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm T1, thì khi đó mình sẽ có góc quay là alpha 1. Giai đoạn thứ hai là từ thời điểm T1 đến thời điểm thứ 11 thì cách nhau 5 chu kỳ. Cách nhau 5 chu kỳ. Như vậy chỗ này chúng ta chỉ cần cộng thêm 5 chu kỳ nữa. Cộng thêm 5 chu kỳ nữa thì chúng ta sẽ ra được tổng thời gian sau 11 lần. Đấy. Đây, vậy đến đây chúng ta chỉ cần tính alpha 1 nữa là chúng ta xác định được. Vậy thì alpha 1 bằng gì? Alpha 1 bằng gì? Góc này là phi, góc này là bi phần 2. Vậy alpha 1 chính là phi cộng bi phần 2. Độ lớn của phi cộng bi phần 2 cộng 5 chu kỳ. Chu kỳ này là 2B chia omega. 5 chu kỳ chỉ là 2B chia omega. Như vậy chúng ta thấy hết số vào, chúng ta sẽ được là gì? Phi là đây. Phi đây. Chúng ta lấy phi của x chứ không phải là phi của gia tốc. Vậy chúng ta sẽ có phi là trừ B phần 4. Trừ B phần 4. Mà ở đây chúng ta lấy độ lớn, lấy độ lớn, cho nên chúng ta sẽ không lấy dấu trừ. Đấy, có nghĩa là ta lấy độ lớn. Còn bi phần 2 omega, omega đây là mấy? 2 bi, chỉ chia 2 bi. Còn 5 nhân 2 bi chia 2 bi. Đấy, như vậy em bấm kết quả này, bấm kết quả này thì ta thu được là 5,375 vậy. 5,375 vậy. Như vậy em sẽ thấy từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm vượt qua vị trí có độ lớn gia tốc nguyên lần thứ 11 là 5,375 giây.